rùng mình trước lời tiên tri 3 năm trước của bà đồng cốt về Lee Sun Ki-un, thấy còng tay, tiêm thuốc, hãy cẩn thận. Trước những lùm xùm về việc Lee Sun Ki-un sử dụng chất cấm và tự sát ở tuổi 48, thì đoạn video năm 2020 được cư dân mạng đào lại. Một bà đồng cốt đã tiên đoán về tương lai của nam diễn viên. Nam diễn viên ký sinh trùng Lee Sun Ki-un đã ngừng hoạt động để chờ điều tra sau khi bê bối liên quan đến ma túy nổ ra vào đầu tháng 10 năm nay. Bởi trước đó có thông tin cho rằng Lee Sun Ki-un có liên quan đến ma túy và là khách thường xuyên đến các cơ sở khiêu dâm. Cảnh sát thậm chí còn ước tính rằng anh ta hút nhiều chất kích thích khác nhau, không chỉ riêng cần sa. Sáng ngày 27 tháng 12, sau khi nhận được tin báo án mất tích, cảnh sát đã phát hiện nam tài tử đã tự tử bằng cách đốt than trong xe ô tô. Sự ra đi của nam diễn viên ký sinh trùng ở tuổi 48 đã khiến nhiều người bàng hoàng. Trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên ký sinh trùng, một số cư dân mạng đã phát hiện ra rằng ngay từ 3 năm trước, một bà đồng cốt đã nói rằng tử vi của Lee Sun Ki-un có liên quan đến chất cấm và nên cẩn thận vào tháng 10. Cụ thể, khi bộ phim Ký sinh trùng ra mắt vào năm 2019 đã trở thành bộ phim ăn khách toàn cầu. Lúc này, PD chương trình tạp chí Hàn Quốc đã mời một bà đồng cốt Kim Hoa Đường đến phân tích lá số tử vi của một số nhân vật chính của phim. Trong đó có đạo diễn Bong Joon-ho và Song Kang-ho. Tuy nhiên, khi nói về Lee Sun Ki-un, bà đồng cốt này bắt đầu bối rối và lặp lại. Tại sao bạn thấy anh ta bị xiềng xích? Bên cạnh đó, bà đồng cốt còn nói rằng Lee Sun Ki-un có thể xảy ra tranh chấp vì tử vi của anh ta chứ không phải vì ý chí của chính anh ta. Khi được hỏi khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhà tiên tri này nói rằng hãy cẩn thận vào tháng 10. Tôi thấy còng tay xuất hiện, anh ta đang tiêm thuốc, có vẻ anh ta sẽ vướng vào tranh cãi. Hãy cẩn thận vì danh tiếng gầy dựng bấy lâu dễ tan như bọt nước chỉ trong một ngày. Đặc biệt là cẩn trọng với tháng 10, lời phán của bà đồng cốt vào năm 2020. Vì Lee Sun Ki-un luôn có hình ảnh tích cực nên bà đồng cốt cũng hỏi thêm BD, người này không nên làm những việc đó phải không? Lúc đó BD hỏi, ma túy à? Thì nhà tiên tri này đã gật đầu và trả lời một cách đầy tự tin. Ừ, điều này cũng dường như báo trước chuyện gì sẽ xảy ra vào 3 năm sau, tức là năm nay đối với nam diễn viên ký sinh trùng. Ngoài ra, bà đồng cốt còn đề cập rằng một ngày nào đó Lee Sun Ki-un có thể quên mất ý định ban đầu của mình và nhắc nhở anh rằng anh phải thiền mỗi ngày. Cư xử cẩn thận, điều này không thể giải quyết được chỉ bằng cách sử dụng bộ não của mình. Sau khi phân tích, bà đồng cốt lập tức nói với BD rằng đây là lần đầu tiên bà có cảm giác như vậy, đồng thời nhìn đi nhìn lại bức ảnh của Lee Sun Ki-un. Sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút được sự chú ý, đông đảo giới truyền thông và cư dân mạng đều muốn liên hệ với bà đồng cốt để hỏi thăm. Tuy nhiên, bà đồng cốt trong video đã qua đời do vấn đề sức khỏe cách đây 2 năm.